Chị Lân xin trân trọng giới thiệu, đây là chiếc kính được chị Lân chế tác theo đúng yêu cầu của quý khách. Gọng kính này hoàn toàn là vàng nguyên khối AU750, chuẩn vàng hồng Rogol theo tiêu chuẩn vàng hội ngoại của tất cả các hãng nổi tiếng trên thế giới đến từ đất nước Thụy Sĩ. Độ ánh của vàng, bóng của vàng và thậm chí là trong điều kiện mình di chuyển dưới ánh sáng khác nhau sẽ thấy sự lấp lánh phản chiếu của vàng này luôn, bởi vì đây là vàng hồng, vàng nguyên khối hội ngoại chuẩn theo tất cả các sản phẩm đến từ Thụy Sĩ mà nổi tiếng từ các hãng lớn luôn. Khách hàng yêu cầu chỗ này vẫn có một viên kim cương nha, một viên kim cương nhỏ ngay chỗ đuôi tay kính này. Cái điểm này mình cầm để làm cho có độ bám không bị trượt, chỗ này thì phải bóng rồi, nhưng mà chỗ này là phải làm những cái khứa caro như thế này. Cái điểm hay của những cái khứa ô như thế này đó chính là khi mình di chuyển, mình đeo, mình cầm như thế này thì sự lấp lánh phản chiếu giữa cái những cái ô này nè với nhau, thậm chí phản chiếu với chỗ phần ánh vàng bóng này cũng lấp lánh và phát ra ánh sáng giống như là kim cương chiếu luôn vậy á. Phía trước thì đính hết kim cương vô chỗ cái cầu nối giữa hai cái tròng kính với nhau. Phần sơ cứng trên này thì khách hàng yêu cầu là phải làm ngầu lên chứ không có làm mỏng kích thước nhỏ như gọng kính, mà phải làm cho nó hầm hố ngầu hơn. Nên là chị Lân làm một cái bản bóng ánh như thế này và độ dày như thế này. Một số khách hàng đã từng đặt những mẫu khác như chỗ đây không làm trơn luôn mà làm lại là những cái ô như thế này, còn những cái chỗ này thì khách hàng lại đặt những viên kim cương baguette vào đây. Hoặc là ví dụ như quý khách muốn những cái gọng kính khác làm hình rồng trầu hay con rồng trầu hai bên, hoặc là làm họa tiết hoa văn, hoặc là làm bất cứ cái chi tiết gì mà quý khách muốn. Ở trên đây cũng vậy, muốn làm họa tiết thì chị Lan sẽ làm, hoặc là chỗ đây không đính kim cương thì chị Lan sẽ không đính, hoặc là đính một viên kim cương to 5 ly 4 ở đây, hoặc là đính 3 viên kim cương ở đây, 3 viên 3 ly cũng được, hoặc là đính full kim cương ở hai cái phần đuôi kính này cũng được, tùy đó là cái yêu cầu mà. Và Kỳ Lan là người thực hiện, Kỳ Lan sẽ tư vấn để cho chiếc kính hài hòa nhất. Sau đó Kỳ Lan sẽ thực hiện chế tác và hoàn thiện tinh tế nhất, một cách tinh tế nhất, đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu nhất để phục vụ cho tất cả quý khách. Chính vì Kỳ Lan là đơn vị chuyên về chế tác trang sức theo yêu cầu, và cái kính này Kỳ Lan làm theo yêu cầu của khách hàng, cái tròng kính này cũng theo yêu cầu khách hàng luôn. Về chất lượng gọng kính thì đây là khỏi bàn rồi, vàng nguyên khối rồi, chuẩn hội ngoại rồi, ánh vàng hồng Rogol rồi. Hoặc là quý khách muốn bằng trắng thì Kỳ Lân sẽ làm bằng trắng, hoặc là bằng vàng thì Kỳ Lân sẽ thực hiện làm bằng vàng. Nói chung là quý khách yêu cầu vàng gì Kỳ Lân sẽ làm bằng đó, nhưng tất cả đó là vàng chuẩn AU750, chuẩn AU750. Ngoài chiếc kính này ra thì có rất nhiều mẫu kính mà Kỳ Lân sẽ chắc chắn sẽ tư vấn làm hài lòng tất cả quý khách. Và ngoài sản phẩm kính ra thì bất kỳ những sản phẩm vật dụng nào khác mà quý khách cảm thấy muốn nó trở nên giá trị từ những sản phẩm chất liệu bình thường, hôm nay mình sẽ biến thành những sản phẩm chất lượng và giá trị, đó chính là vàng và kim cương, vàng không hoặc là vàng với kim cương, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân thực hiện những cái sản phẩm đó, cá nhân hóa những sản phẩm đó trở nên độc bản theo đúng phong cách Vipop, cá nhân hóa từng sản phẩm theo từng yêu cầu của từng vị khách hàng. Và đi kèm với chiếc kính này là một sự đặc biệt, Kỳ Lân sẽ handmade cái bao da đựng cho cái kính này rất đẹp, mà mình tiện gọn để trong những cái túi xách, những cái túi clip mình đi di chuyển hoặc là mình để lên xe để bảo vệ chiếc kính. Và không chỉ là bảo vệ không mà còn tôn lên giá trị của chiếc kính. Cái bao da đẹp lắm, bao da cho cái kính này cực kỳ đẹp luôn, được Kỳ Lân handmade từ da Togo hoặc là da Epson hoặc là da Swiss, từ nhà máy Head bên Pháp, và nhà máy này cũng chuyên cung cấp da cho các hãng da lớn nổi tiếng trên thế giới. Thì màu sắc thì Kỳ Lân sẽ gửi cái da hình màu da đã qua cho khách chọn trước, sau đó Kỳ Lân sẽ handmade. Và cái bao da đó Kỳ Lân cũng đang trong quá trình hoàn thiện để chung với chiếc kính này để bàn giao cho khách hàng. Thì sau khi hoàn thiện xong, Kỳ Lân sẽ tiếp tục quay review một clip về cái bao da đó với chiếc kính này nữa, và một clip riêng về cái bao da đó không nữa, để cho quý khách đặt cho những cái kính khác mà mình đang có, hoặc là bất kỳ loại kính nào mà quý khách đang sử dụng hoặc làm sẽ sử dụng. Bởi vì mỗi chiếc kính sẽ có kích thước khác nhau về độ dài, độ to, độ rộng, nói chung là sẽ có kiểu dáng khác nhau và kích thước khác nhau, nên là mình sẽ làm cái bao da đó riêng, từng cái bao da đó cho từng cái kính để cho nó phù hợp, như là đặt vào nhau, như là của nhau vậy á. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.